Ok, là xin chào tất cả các anh em câu cá và mọi người đã quắt. Hôm nay em tiếp tục lên cho anh em một clip gồm mờ gai câu. Mờ gai này thì có những cây chiên cho nên đánh bạo lực nha. Hàng 2 khúc đến 3 khúc, có đầu dài rơi vào tầm khoảng 2 mét mốt đến 4 mét 5. Như vậy. Cây cuối cùng 4 mét mấy em không coi kỹ. Rồi, đếm vô cụ thể từng cây cho anh em xem. Đếm vô cây thứ nhất cho mọi người xem. Cây thứ nhất là một cây đai hoa, hàng này chuyên cho bạo lực luôn á. Đai hoa độ dài 2,1 m, đọt là đọt 5 ly nha anh em, đọt 5 ly, có độ cứng tầm khoảng 150 đến 200, rất là cứng nè, em bẻ không cong luôn á. Độ cứng tầm 150 đến 200 nha anh em. Cây này là nặng 500 g, đọt 5 ly, bát là bát inox. Đây, khuyên nó đây, nó các tả phen đều ok, không bể nứt nha anh em. Đó. Đầu bu thì đầu bu gồng gọc. Hàng này chuyên cho anh em đánh trên, đánh tàu, đánh ghe, đánh bè, săn hàng. Đó. Câu đáy. Cán là cán gỗ. Đó. Khá là ok. Cây này khá nặng, khá là trâu bò luôn á. Cái này tải chì rơi vào tầm khoảng 500 g, dư sức. Rồi, giá công khai luôn nha mọi người. Giá công khai cây này là 300 k cộng với 30 k phí ship nha. Đó, giá công khai 300 k. Càng này càng đặc nha mọi người. Càng đặc nên nó rất là cứng, bền lắm. Cây này thêm đánh lộn cũng được nữa. Rồi, cây số 1 300 k. Tiếp theo sẽ là cây số 2. Cây số 2 là một cây Western West Now, hàng của China xuất Nhật nha mọi người. Bát là bát Fuji, phen là phen Fuji nha. Chiều dài rơi vào tầm khoảng 2,1 m, độ cứng 30. Hàng khá là đẹp. Cái này độ mới rơi vào tầm khoảng 90-95%. Cái này là clip trước em có lên, một anh ở Đồng Tháp đặt độ cứng về đánh không hợp nên đổi lại cho em. Đó, khá là ok nha. Rồi, giá quảng giá công khai 350 k. Clip trước em bán 350 k, clip này em vẫn bán 350 k. Anh em nào thấy ưng trước thì chốt. Độ cứng 30 nha anh em. Nó khá là nảy búng nha. Đó, đa phần những cây hàng mới bây giờ, hàng ngoài shop đa phần nó ho, với giá như vậy đọt nó không bao giờ búng như vậy, đọt khá nảy nha. Rồi, cây số 2 350 k. Tiếp theo sẽ là cây số 4. Cây số 4 em lên cho mọi người là một cây đai hoa. Cây đai hoa dài 2,7 m, hàng này hàng của Korea xuất Nhật nha anh em. Đó, tất cả các phen ok, phen là phen Fuji hết nha anh em. Lóng phen ok, bát là bát Fuji Japan. Đây, hàng này hàng đây qua độ cứng gơ từ làm khoảng 50-80, đọt là 2,1 ly, có tổng cộng 9 phen cái đầu bu, nặng là 440 g. Cây này thì nó mắc cái mái chèo đó, thấy không? Nó xuống đây thì bị mắc cái cục mớp dưới đây nè, giống vậy nè, nó thấy không? Đó, mắc thì thôi, máy cần nào mắc thì nó mắc. Hàng này nguyên zin nguyên kiện, có chiều dài chuẩn 2,7 m, độ cứng ra vào khoảng 50-80, độ cứng này 80, dư sức. Hàng khá chuẩn, hàng không lỗi nha anh em, chỉ nó mắc cái đuôi vậy thôi, anh em về chế cái đuôi lại là bình thường. Đó, rồi giá công khai cây luôn nha mọi người, giá công khai là 400 k cộng ship. Đó, rồi giá công khai 400 k, cây số 3. Hàng đây qua phíp đỏ nha anh em. Tiếp theo sẽ là cây số 4. Cây số 4 là một cây Olympic. Dài, cây này dài là 2,7 m, đọt là 3,5 ly,
nặng là 400 g, có độ cứng rơi vào tầm khoảng 50 60. Bát là bát inox nha anh em. Đó. Độ mới cái này rơi vào tầm khoảng 80-85%, khá là mới. Tất cả fan đều ok, không nứt nẻ bể gì hết. Fan đề ba nó đây. Giá công khai mọi người, giá công khai cây này là 350 k. Cây số 1, 2, 3, 4, cây số 4. Tiếp theo sẽ là cây số 5. Cây số 5 là một cây hàng của Olympus nha anh em. Cây này có chiều dài là 3 m, nặng là 400 g, đọt là 3 ly 1, có độ cứng tầm 50-80. Bát là bát kẹp Fuji nha anh em. Tất cả các fan cũng đều ok hết, không nứt nẻ. Đây, đọt nó rơi vào tầm 80-50. Đọt khá là ok. Cây còn khá mới nha anh em. Đó, đứt nó đây. Đó. Rồi, giá công khai luôn nha mọi người. Giá công khai cây này là 400 k. Cây số 5, 400 k. 3 m. Tiếp theo sẽ là cây số 6. Cây số 6 là một cây hàng của Olympus, vẫn là một hàng của Olympus. Cây này là gồm 2 đọt nha anh em. Cây này 2m7, 2 đọt. Một đọt nó là 100-120, một đọt nó là 50-80. Đọt 100-120 độ là khoảng 2,2 ly 6. Đọt 50-80 là 2 ly. Nặng là 450 g. Có con cộng 8 phen kể cả đầu bu. Cây này là cây 2m7, 2 đọt. Một đọt 80, một đọt 120. Nó khá ok, 2 đọt cho anh em thích hợp đánh nhiều thể loại. Cần này còn khá ok. Cây này thì em chưa vệ sinh nha anh em. Anh em về chịu khó lau chùi vệ sinh giúp em. Cần này thì chỉ có một lỗi duy nhất thôi, nó chỉ một lỗi duy nhất. Đây, phen này, nó vận chuyển nè, nó bị móp méo nè, thấy không anh em? Thì em bảo hành cho anh em cái phen này, nếu anh em về câu mà phen này bị hư thì trả về cho em. Đó. Anh em đừng có đập được rồi. Rồi, giá công khai luôn nha anh em. Giá công khai cây này là 450 k. Cộng phí ship nha. Khá là ok. Cây số 6. Tiếp theo là những cây 3 khúc trên 3 m. Cây số 6, cây số 7. Cây số 7 là một cây cần của Olympus nha anh em. Cây này dài 3m6, nặng 630 g, đọt là 3.5 ly, độ cứng rơi vào tầm khoảng 80 đến 100. Cây này chất liệu gồm làm là phíp đỏ nha anh em, nguyên cây phíp đỏ. Đây, phen đề ba nó. Đây, quấn chỉ khá đẹp nha anh em. Bát là bát kẹp, bát là bát inox. Cứng rơi vào tầm khoảng 180-100. Đó, cứng tầm khoảng 80 ha. Độ cứng. Đọt 3 ly 3. Đó. Dài 3m6 nha anh em. Rồi, giá công khai cây luôn. Giá công khai cây này là 450 k. Đó. Cây số 6. Tiếp theo sẽ là cây số 7. Cây số 7 là một cây hàng của Daiwa.
Cây này dài 3,3 m nha anh em. Cây 3,3 m đọt nặng là 380 g, đọt 3 ly, độ cứng tầm 80. Độ cứng rơi vào 50-80. Khá là ok nha anh em. Thích hợp với anh em đi câu tra, câu bè, câu trên bè kè á. Cây này là 3,3 m, hàng đai qua, báo tầm bắt kẹp Fuji nha anh em. Đất ở đây chất liệu là phíp đỏ nha anh em, tất cả hàng này đều hàng bằng phíp đỏ hết. Phen không nứt bể gì hết. Rồi giá công khai luôn nha mọi người, giá công khai khoảng là 450 k. Tiếp theo cây số 9. Cây số 9 là một cây cần đai qua 3,6 m. Tất cả phen đều ok hết. Phen đề ba của nó đây, rất là to nha anh em. Gài dây rất là dễ. Bát là bát kẹp nha anh em. Nó bát kẹp Fuji. Chất liệu gầm phíp đỏ. Đít của nó lấy ra được nha. Đít lấy ra là có cái cây cắm này nè. Đó. Giấu đi. Cái này dài nặng là 300. Cái này nặng là 650 g. Đọt là 3 ly 2. Độ cứng nó rơi vào tầm khoảng 80-100. Khá là cứng. Đây, độ cứng 80-100. Hàng khá là đẹp nha anh em. Độ mới rơi vào tầm khoảng 80-85%. Hàng bãi mà đâu có chắc được. Đây, những chỗ này nó dính keo nha anh em. Cần nói chung là em chưa vệ sinh, em chỉ kiểm tra sơ qua thôi. Hàng ok, em đăng lên cho mấy anh em. Tiếp theo sẽ là một cây cuối cùng. Một cây cho anh em đánh giặc bờ biển, tập đánh lục. Cây này là một cây Ryobi. Cây Ryobi dài 3,9 m. HG Rose Ken 3,9 m Ryobi. Cây này tất cả phen đều là phen gạch hết nha anh em. Đó. Rất là tiện nha anh em. Bát là bát Fuji. Không, em chơi vệ sinh nó còn rống khá là nhiều bụi. Cây này là nặng là 630 g. Độ cứng ra phần nặng 100-120. Đọt là đọt 5 ly nha anh em. Đọt khá là bự. Không, độ cứng ra tầm khoảng 120-150 luôn. Khá là cứng. Tất cả phen đều là phen kẹp hết nha. Đó. Dạ qua nha anh em. Rồi. Giá công khai cây luôn nha mọi người. Giá công khai cây này là 450 k. Thích hợp cho anh em đánh giặc bờ biển, câu lục. Nó 3,9 m. Hàng khá dài. Đó tổng cộng 10 cây cần cho anh em, em đưa cho anh em hôm nay. Nếu anh em về á, anh em kiểm tra cần, nếu cần không ưng báo liền cho em đổi cho anh em cây cần mới, hoặc em sẽ hoàn tiền lại cho anh em. Rồi, cảm ơn anh em nha.